Sau một thời gian gián đoạn bởi dịch COVID-19, ngày 21 tháng 7 nhằm ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch, đạo hữu các chùa khu vực 2 huyện Núi Thành đã vân tập về chùa Hòa Vinh Thành, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành để tham dự khóa tu Bát Quan Trai tập trung theo cụm. Mở đầu khóa tu, Đại Đức Thích Quảng Hòa, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Núi Thành, trụ trì chùa Hòa Vinh Thành đã truyền giới Bát Quan Trai, các giới tử lãnh thọ 8 giới hành trì trong một ngày để thiết lập sự an lạc tự thân. Sau đó, Đại Đức trụ trì đã có thời pháp ngắn dành cho hội chúng. Thời khóa buổi chiều, sau khi đại chúng trì chú Đại Bi, niệm Phật, tĩnh tọa, được đón nhận thời pháp thoại mùa hạ đối với người tu, do Thượng tọa Thích Chánh Huệ, Hiệu phó Trường Phật học Quảng Nam, trụ trì chùa Kỳ Viên, thành phố Tam Kỳ thuyết giảng. Qua bài pháp, đại chúng đã hiểu hơn về lịch sử hình thành và ý nghĩa của pháp an cư kiết hạ. Thượng tọa chia sẻ, 3 tháng an cư kiết hạ, chư tăng cùng nhau tu hành giới, định, tuệ, giữ gìn giới, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ, đó chính là ý nghĩa an cư. Được biết, toàn huyện Núi Thành hiện có 35 cơ sở tự viện, chia thành 7 cụm tu Bát Quan Trai hàng tháng.